Chúng ta đang bị tỉa tỉa những con dần rồi, mãi quả đã ăn xong. Rồi, một trận đấu mà chèm rất tốt dành cho game thủ của Tuti khi được cầm chất quân là yếu hơn. Tỷ số là 1-0. Rồi, vượt khó thành công là được muộn hơn. Thủ phủ công phủ là rất chủ động. 1-0 dành cho Tuti. Egypt tiếp này. Egypt baby. Egypt baby. Quân ta lại được đánh giá là khỏe hơn chút rồi. Bắt đầu có lý do đầu tiên dành cho ekip đây. Quả đầu xấu của Hoàng Đá Hiếu về sớm để có thể tránh việc chậm dần. Chậm thì nó vẫn chậm thôi nhưng mà nó sẽ giảm thiểu đi được. Bạn đang đi dò đây, đây có vẻ là bài xấu của Ai Cập rồi.
Đi ra ngoài một bầy hươu bãi quả, ok ổn rồi. Hai mươi lăm dần là lựa chọn của game thủ Tuti, bên cái nhất cũng đang dò khá rộng nhưng mà anh ta là người lên đời sớm hơn, cơ bản mình là chậm dần. Phải đều chậm dần nên đều muộn hơn cũng dễ hiểu thôi. Đây là vị trí nhà của game thủ Van Nhất, một trận đấu nhất lựa chọn đánh thẳng cung khi chúng ta là đường muộn hơn. Cùng đời đã có 4 con rồi. Rồi, tỷ số là 1-1. Trận đấu lên đời muộn quá. Cả thà và Egypt.
14 trên 16 vài đấu mà quân xấu hơn nhà thì có thế khung cũng không cần lắm. Thêm một bầy hiêu nữa mà hiêu này chúng ta có thể ăn rẽ ăn vàng luôn. Hai bầy hiêu và một bãi quả ổn. Hai mươi lăm trên 28 một trận đấu đánh tại nhà hồi đi ông bom 3 giờ không có rồi.
Em nghe điện thoại cái à, ok. Hai đầu đều 38 đây cho game thủ Tuti. Ok quá, cho quân bị khác còn tỷ số là 1-2. Cả Thái ghi bài rất khó. Họ xúc luôn ở đây là Persian. Permac, ok.
cố gắng thắng đưa về chung kết trong C1 nào. Persian, Maxe hay dần đi bộ, chúng ta có lợi thế về ép đời. Maxe kia bài đẹp, nó cũng chả sợ gì con Persian đâu. Hãy ra bài vở xấu nhỉ. Em thấy nãy giờ bài vở nó rất xấu này.
Thằng nào chọc được giật của game thủ Van Nhất mình lên đời sớm hơn. Các bạn đã có ý, Tuti là người đi sai, tỷ số là 1-3.